hiện thi thể cháu bé 6 tuổi nghi bị mẹ kế sát hại, vứt xác ở vườn mía sau nhà. Tuyên Quang, kinh hoàng phát hiện thi thể cháu bé 6 tuổi nghi bị mẹ kế sát hại, vứt xác ở vườn mía sau nhà. Sau khi thông báo mất tích, gia đình đã tích cực tìm kiếm cháu thờ 6 tuổi. Tuy nhiên, đến ngày 24 tháng 11, gia đình phát hiện thi thể cháu tại vườn mía sau nhà nghi bị mẹ kế sát hại. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 24 tháng 11, gia đình anh Bàn Văn Bao, trú tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, thành phố Tuyên Quang, đã tìm thấy thi thể con trai là cháu Bàn Văn Thờ tử vong sau nhà. Trước đó, ngày 23 tháng 11, anh Bàn Văn Bao đã thông báo tìm trẻ lạc khi cháu Thờ mất tích. Gia đình đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm cháu Thờ nhưng không có kết quả. Đến 2 giờ ngày 24 tháng 11, cơ quan chức năng tìm thấy xác cháu bé tại vườn mía sau nhà. Sau khi cơ quan chức năng nhận được tin cháu Bàn Văn Thờ 6 tuổi mất tích, thì đã lập tức đưa vợ chồng anh Bàn Văn Bao, chú tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, và chị La Thị Thức về trụ sở làm việc. Ban đầu, anh Bao và Thức trả lời mọi câu hỏi như điều tra viên yêu cầu. Nhưng mặc nhiên, Thức không hề hé răng khi nhận mình là kẻ sát hại con riêng rồi phi tang thi thể ở về mía sau nhà. Tuy nhiên, một cán bộ điều tra vô tình thấy trên áo của La Thị Thức có vết máu khá rõ nét. Nghi ngờ đây là vết máu của nạn nhân thờ nên đã tập trung đấu tranh buộc người mẹ kế độc ác phải khai nhận toàn bộ tội lỗi. Sau quá trình kiên trì đấu tranh với nghi phạm, đến khoảng 1 giờ ngày 24 tháng 11, La Thị Thức đã cúi đầu nhận tội. Người đàn bà này khai nhận chính bản thân đã sát hại cháu thờ trong cơn bực tức chồng. Thức còn khai sau khi sát hại cháu bé tội nghiệp đã bê xác nạn nhân ra vườn mía đào đầy lớp xác để phi tang. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã áp giải La Thị Thức về nhà để đưa ra vị trí giấu thi thể nạn nhân. Quả đúng như vậy, sau khi đào bới, công an đã phát hiện cháu thờ bị giấu kỹ dưới một lớp đất. Bên trên phù lá mía và có dại. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lâm Bình và phòng nghiệp vụ công an tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành xong công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức an táng. Đồng thời, cơ quan công an cũng đang tích cực thu thập thêm chứng cứ để hoàn tất hồ sơ. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực làm rõ. Cách đây không lâu, vào trưa ngày 16 tháng 11, anh Nam tại thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, cùng hai con gồm một bé trai 4 tuổi và một bé gái 3 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Được biết, anh Nam hiện sống cùng mẹ, vợ đang đi làm ăn xa, gia đình mới thoát khỏi diện hộ nghèo. Lãnh đạo địa phương cho biết, thời gian gần đây, vợ chồng anh Nam thường xuyên xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Anh Nam hay đi uống rượu về là xảy ra cãi vã nên vợ anh Nam chán nản bỏ đi làm công nhân ở Bắc Ninh để hai con nhỏ ở nhà cho chồng chăm sóc. Ông Đỗ Văn Dậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nói với Chi thức trẻ. Người vợ hiện đang đi làm ăn xa ở Bắc Ninh, nghi vấn có tình cảm với người khác, có thể từ đấy dẫn đến việc Nam quyết định chết và các con phải đi theo. Trước khi tự tử cùng hai con là một bé trai 4 tuổi và một bé gái 3 tuổi, anh Nam để lại nhiều dòng chữ nguệt ngoạc trên từng nhà. Những dòng chữ này thể hiện nỗi bức xúc của anh với người vợ. Em à, mình đã từng có lời thề rằng một trong bốn người có chuyện gì thì không bao giờ sống. Vậy mà dám phản bội, anh yêu em quên đi chính mình, như vậy cho hài lòng em. Anh không sợ người, anh không sợ ma, anh sợ mỗi em. Ngày mà em nói không cần anh là ngày tận thế, anh muốn chết một mình, nhưng anh không lo được cho con. Kiếp sau nó tìm mẹ tốt hơn, Em không trân trọng nó, em không trân trọng anh Anh cho em biết thế nào là đau khổ vô tận Ngay sau khi vụ việc xảy ra Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng tiền mai táng Ủy ban nhân dân xã Mỹ Bằng mua 3 cỗ quan tài 10 triệu đồng để lo hậu sự cha con anh Nam Hàng xóm xung quanh cũng sang phụ giúp gia đình lo ma chay Về phía người vợ hiện đang làm việc ở khu công nghiệp Bắc Ninh Đã biết tin chồng và hai con qua đời Tuy nhiên chị này cho biết sẽ không về nhà Chồng con đã chết hết, giờ về tôi cũng chỉ muốn chết theo. Chủ tịch xã Mỹ Bằng thuật lại lời vợ của anh Nam trên dinh. Cũng vào ngày 16 tháng 11, sau khi nhận được thông tin nam thanh niên treo cổ tại Đắk Nông, có đặc điểm nhận dạng giống với người cha nghi án sát hại hai con ở biển Vũng Tàu, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cử lực lượng lên phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Nông xác minh. Qua xác minh, người treo cổ tự tử này chính là Nguyễn Trường Quân, người bị cáo buộc sát hại hai con ruột mà Công an đang truy tìm. Theo nguồn tin của phóng viên thanh niên cho biết, vào chiều 13 tháng 11, quân có đưa hai con ruột của mình từ Xuyên Mộc xuống thành phố Vũng Tàu. Đến trưa 14 tháng 11, NTQ đưa hai con nhỏ của mình xuống biển Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày 14 tháng 11, thông qua mạng xã hội, một người thân của gia đình nhận được tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội của quân với nội dung quân đã làm chết hai con nhỏ nhờ người thân đi tìm thi thể hai con của mình. Sau đó, người thân của quân vội đi xuống thành phố Vũng Tàu để tìm quân và hai cháu nhỏ cũng tại thành phố Vũng Tàu trưa 14 tháng 11 người dân phát hiện một ba lô để gần một thùng rác trên đường Hạ Long phường 2 bên trong có chứa thi thể một cháu bé nên trình báo cơ quan chức năng tuy nhiên Quân không chết nhưng hai con nhỏ mình là cháu Nguyễn Trường A 10 tháng tuổi và cháu Nguyễn Trần Tường Vờ 2 tuổi tử vong do ngạt nước sau đó Quân đón xe lên Đắk Nông để tìm một người bạn nhưng người này đi vắng không gặp được bạn Quân gặp... không gặp được bạn quân ra khu đất chống thuộc xã Nhân Cơ và treo cổ tự tử, tử. Đến trưa 15 tháng 11, người dân địa phương phát hiện quân tử vong nên báo cơ quan chức năng. Được biết, trước đây quân làm bảo vệ tại một nông trường ở Xuyên Mộc và có máu cờ bạc. Theo gia đình, nhiều ngày gần đây quân có dấu hiệu trầm cảm, sau đó dẫn đến sự việc đau lòng cho gia đình. Sau nhiều vụ án liên tiếp gần đây đều liên quan đến trẻ em và người gây ra cái chết cho các bé đều là người thân, cha mẹ của mình thử hỏi trẻ con có làm gì nên tội? Chúng đã được sinh ra thì phải có quyền được sống và được trưởng thành. Dù rằng cha hay mẹ có lỗi lầm với nhau thì người lớn hãy tự giải quyết và đừng lôi các con vào cuộc. Đừng tự đưa ra cái quyền cướp đi mạng sống của các con trong khi chúng còn quá nhỏ. Trẻ con là vô tội, hãy để chúng được sống.